tương đối đẹp. Bên đỏ thì chưa có cách phòng thủ. Bên đỏ hiện tại là bảy hơi hở lộ mặt tướng. Bên xanh rất chi bên xanh tấn công là trên mặt trận là đeo quân. Pháo đầu xanh tại sao không xuất mã nhỉ? Mình thấy con mã này là phí quá. Bên đỏ thì không xuất xe, bên này là phí. Bây giờ xanh mới có mới xuất mã, ok. Đỏ cũng tấn tốt. Xuất lên để đuổi con pháo, đuổi pháo nhưng con xe dữ dội thì làm thế nào đây? Mình nghĩ chắc là đỏ sẽ bay mã lên trên để chiến tướng. Xe gần đây là xe sang ngang, xe đỏ sang ngang để giữ tốt để chạy mã.
em nha. Mình nghĩ bên này đỏ thắng rồi. Chưa tới hết. 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 Chưa tới